Yes, thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Your cloud is so beautiful. Banana and watermelon. Yeah, một ông nhìn như trái chuối, một ông như trái dưa hấu. It's great to see you. Thank you. Okay, I love watermelon. Wow. Thank you. Okay, đó là ca khúc Hồng Công Một. Do thời gian qua có rất là nhiều người bạn đã sử dụng bột yến mạch mà Hồng đang bán, cho nên ngày hôm nay Hồng sẽ làm cái clip 1 phút này để review lại thêm một lần nữa. Và như mọi người thấy thì bây giờ Hồng đã massage sẵn ở trên mặt rồi. Bây giờ thì Hồng sẽ rửa mặt cho các bạn xem nhá. Chúng ta sử dụng bột yến mạch thay cho sữa rửa mặt.
cho nó rửa mặt lại sạch với nước. Và mọi người thấy đấy, tuy Hùng là con trai và hơn 2 năm nay Hùng thức khuya nhưng mà da mặt Hùng rất là căng mịn và trắng sáng. Đó là do sử dụng bột yến mạch. Và em gái của Hùng là Trà Đặng cũng đang sử dụng sản phẩm này. Do trên TikTok không có nhiều thời gian nên nếu bạn nào chúng ta cần, hãy liên lạc với Facebook của Hùng là Trần Quang Hùng, giống như trong cái tấm hình đại diện, để Hùng có thể tư vấn cho các bạn rõ hơn và các bạn có thể đặt hàng nhé. Xin chào, xin cảm ơn. Hãy sử dụng bột yến mạch để có làn da đẹp. Yeah.